Ok, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Hòa Phát. Hôm nay thì mình mới vừa hoàn thiện xong một cái bộ bàn ghế của một cái vị khách ở Bình Dương các bạn ha. Một cái bộ bàn ghế hàng đặc. Và cái mẫu này là mẫu Tam Sư các bạn nha. Một cái bộ bàn ghế mẫu Tam Sư gõ đỏ, tay cột 12 và bao gồm có 6 món. Đó. Cái bộ này mình làm theo tiêu chuẩn là hàng nam ha. Mặt liền nguyên tấm, tay nghe nguyên khối. Liền từ chân cho tới tó tới tựa ha, và tới tay luôn, bên mình không chấp ghép nha. Đó, một bộ bàn ghế có thể nói là rất đẹp ha. Đó, các bạn quan sát nha, tổng thể bộ ghế bao gồm có 6 món, băng dài 4 tựa các bạn ha, rất là to luôn. Đó, hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh lại để các bạn cùng xem nha, cùng tham khảo cái mẫu mã sản phẩm này nha. Cái mẫu Tam Sư này cũng là một cái mẫu mã rất là được nhiều khách hàng ưa chuộng. Đó, một cái bộ rất là VIP các bạn nha, chuẩn hàng nam 100%, rất đẹp. Rồi, và bây giờ mình sẽ vô cái phần ghế đơn trước các bạn nha. Ở cái phần ghế đơn này thì mình sẽ làm với cái ghế đơn, kích thước của nó là ngang là 97, chiều sâu là 68 các bạn ha. Kích thước này mình sẽ làm nó rộng rãi hơn so với cái hàng giá rẻ và hàng chợ nha. Đó, form dáng chuẩn hàng nam, cao to rộng rãi luôn, các bạn ngồi thoải mái ha. Ở phần tó thì mình sẽ đục chạm cái mẫu tó là mẫu tó Tam Sư, đục chạm cả hai mặt luôn các bạn ha, rất là sắc nét sạch sẽ nha. Đó, những cái đường nét sơn cũng rất là sạch sẽ luôn, các bạn có thể thấy được rằng nó không bị lông lá nha. Ở bên dưới thì mình sẽ làm với mẫu tựa là tựa Tứ Linh. Đó, và cái tựa này mình sẽ cho lộng cong luôn. Khác với cái hàng thường thì mình sẽ làm thẳng, nhưng mà cái hàng này là mình làm cong nha. Đó, cái tựa cong rất là đẹp, và tay cột là tay cột 12 các bạn ha. Tay cột này mình sẽ làm đủ 12 phân nha. Đó, không có làm thiếu ha. Ở bên dưới thì mình sẽ có dàn tay nghe nguyên khối. Và cái dàn tay nghe này thì mình sẽ có thay đổi chút xíu so với năm ngoái ha. Mình sẽ làm con nghe nó to hơn, nó dài hơn. Đó, các bạn thấy cái phần đuôi nghe ha, nó chạm vào phần cột luôn. Đó, nó to hơn so với cái phần tay nghe của năm ngoái nha. Đó, con nghe này mình đục chạm rất là sắc nét nha, đục tứ diện luôn các bạn ha. Đục cả trên cả dưới, trong ngoài luôn, từ những chi tiết như răng và mũi, đó, mắt, miệng, mình đục rõ nét nhất nha. Đó, ở phía trên thì mình cho lộng cong để tựa tay ha, rất là thoải mái luôn. Đó, các bạn quan sát kỹ cái phần con nghê ha, rất là to các bạn ha, rất là dài. Đó, phần đuôi chạm tới phần cột luôn. Đó, khác với những con nghê nó hơi nhỏ năm ngoái nha, con nghê này mình sẽ làm dài luôn, rất đẹp. Mặt ghế thì mình sẽ làm mặt liền nguyên tấm là 3 phân. Đó, mặt liền nguyên tấm không chấp ghép các bạn ha, rất là đẹp luôn, rất là dày dặn nha. Ở bên dưới là mình vẫn giữ cái nét truyền thống là đầu lưng chân móng và dàn yếm đục chạm mẫu hoa lá tay. Đó, và bây giờ mình sẽ qua cái phần phía sau ha. Ở phía sau ghế các bạn thấy chất gỗ nó cũng y như bên ngoài. Đó, nó cũng y như đằng trước luôn. Đó, rất là liền lạc. Cái tó mình đục hai mặt luôn các bạn ha. Các bạn quan sát cái phần tóc nghe nè, và những họa tiết nó y chang đằng trước luôn, rất đẹp. Đó, form ghế rất là rộng rãi ha, đằng trước như đằng sau, không khác nhau nha. Hai ghế đơn này thì mình làm form dáng rất là to. Đây là một cái bộ bàn ghế chuẩn hàng đặc các bạn ha, nên về form dáng và về chất gỗ, nước sơn mình đều làm kỹ hơn so với những cái mẫu hàng thường ha. Đó, một cái ghế đơn có thể nói là rất là to, hầm hố nha, rất đẹp các bạn. Đó, chân cẳng liền lạc, tay nghe nguyên khối, mặt liền nguyên tấm, hàng liền 100% các bạn ha, rất đẹp luôn các bạn. Rồi, tiếp tục là mình sẽ tới cái phần băng dài các bạn ha. Cái phần băng dài này kích thước của nó là ngang là 2m3, chiều sâu là 68. Một cái phần băng dài rất là rộng rãi luôn. Cái băng dài này các bạn nằm ngủ cũng được luôn ha, rất là to luôn. Và cái băng dài này thì mình vẫn làm với những chi tiết giống như ghế đơn. Dàn tó mình vẫn đục chạm mẫu Tam Sư ha. Một cái dàn tó dài 4 tựa, không chấp ghép nha. Đó, rất là liền lạc các bạn ha. Các bạn quan sát những cái chi tiết đục chạm sạch sẽ nha, không có bị lông lá nữa, mình đã cho làm nguội rất là kỹ rồi. Ở bên dưới là những cái dàn tựa mình đục chạm giống như cái ghế đơn luôn, là tựa Tứ Linh, Long Ly Quy Phụng ha. Đó, rất đẹp các bạn ha.
chất gỗ liền lạc các bạn nha. Các bạn thấy gỗ đều màu với nhau ha, không có bị lệch màu nha. Cái chất gỗ này là mình sẽ làm gỗ đỏ loại 1, không pha cây ha. Và bên dưới mình sẽ có những cái dàn tay cột 12 phân nè, tay nghe nguyên khối nè. Đó, mặt liền nguyên 83 phân. Và cái mặt băng già này mình sẽ làm một cái mặt lớn luôn. Đó, mặt liền luôn, không có chấp ghép hậu ha. Cái dàn tay nghe thì mình cũng cho làm với cái dàn tay nghe nguyên khối ha. Ở dưới thì là những chi tiết đầu lưng chân móng giống như phần ghế đơn luôn. Đó, rất đẹp. Cái băng già này mình sẽ làm một tấm mặt ghế rất là to các bạn ha. Các bạn quan sát cái chất gỗ bông vân gỗ đỏ nha. Đó, đây là vân cây tự nhiên các bạn nha. Mình không có vẽ vân nha, vân tự nhiên luôn. Những cái thớ vân tự nhiên rất đẹp. Đó, cuối cùng thì mình sẽ tới cái phần bàn và ghế đôn các bạn ha. Các bạn quan sát cái phần ghế đôn bên mình ha. Cái ghế đôn mình cũng làm những cái chân giống như là phần băng dài và ghế đơn luôn. Những cái phần chân rất là to. Đó, đục chạm sắc nét. Khác với những cái hàng giá rẻ, hàng chợ thì họ sẽ đục cái chân nó không được sắc nét ha. Đó, cái bàn này thì mình sẽ làm với kích thước là ngang là 70, dài 1m4. Mặt liền nguyên tấm ha, 3 phân. Đó, yếm vai là mình cho lộng cong hết nha. Và cái bàn này mình sẽ làm bàn hộp kéo. Đó, rất là to các bạn nha. Đó, hộp kéo thì mình sơn xịt trong ngoài như nhau ha, rất đẹp. Một tấm mặt bàn nguyên tấm ha, liền lạc ha. Đó, các bạn quan sát cái phần cổ chỉ vai ha, rất là liền lạc, rất là khít luôn. Lộng cong rất là đẹp, tinh tế. Đó, kế bên thì mình sẽ có hai cái phần ghế đôn ha. Hai cái phần ghế đôn này mình làm với kích thước là đôn kẹp á, mình làm với kích thước là 45 nhưng cho 65. Còn đôn lùn nó thì mình sẽ làm với kích thước là 45 vuông. Chân cẳng á, mình cho đục chạm giống như là cái phần ghế đơn và băng dài luôn ha. Sắc nét như nhau. Mặt ghế là bông vân tự nhiên nha. Đó, rất là đẹp các bạn ha. Rồi, và nếu như các bạn muốn mua sản phẩm này, muốn đặt hàng sản phẩm này, các bạn hãy liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Bên mình sẽ tư vấn kỹ hơn về cái phần mức giá nha. Và mình sẽ hỗ trợ các bạn trong vấn đề đặt sản phẩm ha. Rồi mình chào các bạn ạ.